Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình và chú Thanh lại tiếp tục một clip, đó là một clip về những dòng thanh lý cao cấp. Đó là cây Vatbin, thương hiệu của Mỹ nhưng mà Trung Quốc họ sản xuất ha. Cây này, dòng này thì về cái chất lượng gỗ của nó là gỗ Venus, rất là cao cấp, và mặt là mặt thông, ba thông rất là mịn luôn. Có lắp EV của dòng chính hãng Vatbin, bộ khóa Gold. Thì trên cái đàn tí nữa mình sẽ cho các bạn xem nó tỉ mỉ hơn. Thì dòng thanh lý này mình về được một số cây, nói chung là rất ít thôi, trong cái lô đàn chung với một số đàn thanh lý cao cấp của Eco và Admira, thì có được một số cây này thì có giá là 7.500.000 đồng. Thì mục đích của mình đưa lên đây để cho những anh em đang sử dụng những cái hàng Nhật, hàng Việt của mình mà không muốn cắt EV sẵn, thì để cho những cây có EV này để cho mọi người chơi. Thì vừa rồi cũng đã có lô Eco, thì anh em muốn những cái dòng nó cao cấp hơn thì mình mới có dòng này. Thì mình giới thiệu để cho anh em nào cần, nhu cầu, thích cái dòng này thì có thể chơi. Và hiện bây giờ dòng này cũng đang được nhiều anh em ở thành phố Hồ Chí Minh đang dùng để đánh biểu diễn. Đó là có một cái người em cũng rất là thân thiết của mình đã mua một cây này để đi đánh tất cả các show. Nên là ra cái dàn loa công suất lớn, nó rất là ok. Và tí nữa mình sẽ test luôn cái phần điện ở cái phần loa 120W của mình. Đó là loa lab của Tây Ban Nha 120W, để các bạn nghe được cái âm thanh thật của cây đàn này ha. Cây đàn chỉ có giá 7.500.000, nhưng mà chất lượng và barrel action, chất lượng gỗ phải nói là rất cao cấp. Nếu cái dòng này mà không thanh lý đưa về Việt Nam mình, thì nếu các bạn mua tại giá của eBay thì trên 12 triệu. Đó, trên 12 triệu ha. Rồi bây giờ chú Thanh sẽ test nhẹ và test điện cho mọi người nghe nha. Đây, để bạn cùng nghe nha. Thank you.
gọn luôn cho mọi người dùng được. Mình đang dùng là pin sạc này nha, mình đang dùng pin sạc đó. Xem nha. Đó. Mình rất là đẹp ha. Ít khi mà làm được những cái đàn mà của chính hãng, mà mình làm những cái hàng chính hãng thương hiệu để cho mình xài nó, mình dùng nó rất là tốt. Còn mình đa số phần là mình không làm những cái đàn Trung Quốc mà nhái nha. Đó, gỗ Venus nè, một bộ gỗ này mà nếu mà hàng đóng của Việt Nam mình trên 16 đến 22 triệu. Đó. Những cái này nếu mà những cái nó xuất không đi được, ví dụ như cái này nó lỗi cần một tí này đó, ví dụ một tí thôi, cái dấu sơn của nó bên nó lỗi với sơn thôi, nhưng mà nó vẫn giữ lại cái khâu cái xét họ kiểm tra, họ vẫn giữ lại. Đây là cái watch tay làm rất là đẹp và rất tỉ mỉ, bộ gỗ xoài của Pháp đó. Còn như trên cái đàn là hoàn thiện, cũng khó là vẫn là còn nghe zin đây. Đây là cái EW đó, đây là ho ngon nha. Rồi trên cần là họ có khảm này đó, họ khảm xà cừ nha, cái này là khảm xà cừ. Cái đèn đó mình đỡ cho mọi người xem nha, rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Rồi đèo rất gọn luôn, gọn cho mọi người mang đi du lịch nha. Đó. Trông trước rất là hay. Ok, và clip của mình hôm nay cũng đến đây cũng được khép lại. Xin được tạm dừng khép lại. Một cái đàn thanh lý của Vác Bên, thương hiệu là của Mỹ, rất đáng để cho mọi người chơi ha. Tại về Barra Action hay là mọi việc cảnh chỉnh thì ở đây Long Bùi sẽ là người đích thân setup hết tất cả cho mọi người, để mọi người có thể ở xa có thể cũng như là ở gần có thể sẽ hiểu được một cái đàn nó gọi là ưng ý nhất, gọi là tốt nhất. Vâng, và Long Bùi và chú Thanh xin chào và hẹn lại mọi người trong những clip sau ạ. Nếu ai cần thì liên hệ vào số điện thoại 0987 646639, hoặc là ở cửa hàng Vitalong ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Đó, hiện bây giờ là mình làm cũng là buổi chiều rồi, rất là cũng đã 6 giờ rồi. Mình và chú cũng đang làm ở đây, thì anh em nào cần biết thì cứ ghé ở cơ sở sản xuất đàn Vitalong, số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức ha. Xin chào và hẹn lại mọi người ạ.